Mẹ ruột đại gia Kim Cương từng dính ồn ào với Hà Hồ bị tạm hoãn xuất cảnh, lý do vì sao? Ngày 25 tháng 12, thông tin từ cục thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, chủ tịch tập đoàn Thiên Minh Đức do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Được biết, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành được căn cứ theo quyết định số 2673 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong quyết định số 2673 nêu rõ, Lý do công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp T, yên thuế nợ, T, yên phạt và T, yên chậm nộp theo thông báo T, yên thuế nợ số 9.609 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số T, yên bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỷ đồng. Không chỉ nợ thuế, tập đoàn Thiên Minh Đức còn đang có dư nợ khủng tại ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu. Theo cà F, tính đến cuối tháng 11, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ hơn 4.376 tỷ đồng tại ba ngân hàng là Vietcombank, BIDV và Văn phòng Bank. Trong đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 2.925 tỷ đồng, toàn bộ là nợ có khả năng mất vốn, nợ nhóm 5. BIDV cho tập đoàn Thiên Minh Đức vay gần 1.261 tỷ đồng và đang ở trạng thái nợ nghi ngờ mất vốn, nợ nhóm 4. VPBank cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn, nợ nhóm 5. Được biết, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và hoạt động từ năm 2001. Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành, sinh năm 1960, mẹ của đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa, là người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Chu Thị Thành cũng là một trong ba cổ đông sáng lập tập đoàn Thiên Minh Đức. Sau 22 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là xăng dầu, khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, tập đoàn Thiên Minh Đức là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi. Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên T, tê, uổi của tập đoàn Thiên Minh Đức, công ty là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đưa dự án tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ. Tổng mức đầu tư của tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng. Trước khi rơi vào cảnh nợ thuế như hiện tại, Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng. Thậm chí, tổng số T, Yên mà Tập đoàn Thiên Minh Đức, TMD Group, đóng góp vào ngân sách nhà nước còn cao gần gấp đôi đơn vị đứng thứ hai là công ty xăng dầu Nghệ An với 941 tỷ đồng. Năm 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn nằm trong top những doanh nghiệp địa phương đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất. Vào tháng 9 năm 2022, tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2022 tỷ đồng. Trong đó bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa, con trai bà Thành, nắm giữ 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa đang nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của tập đoàn Thiên Minh Đức.